Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Sinh Hồ đảm bảo các chương trình phục vụ Tết. Chi nhánh nước sạch thành phố Lai Châu chủ động phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin nhanh trong ngày 14 tháng 2, tức là ngày mùng 3 Tết Tân Sửu, trên địa bàn của cả nước đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 23 người. So với dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 đã giảm 5 vụ. Cũng theo thống kê nhanh của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 5 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2 năm 2021, tức là từ 29 tháng Chạp cho đến mùng 3 Tết Tân Sửu, toàn quốc xảy ra 123 vụ, làm chết 75 người, bị thương 74 người. Và so với 5 ngày Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 đã giảm 21 vụ, giảm 27 người tử vong, giảm 34 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 11.877 trường hợp vi phạm, phạt tiền 13 tỷ 485,9 triệu đồng, tạm giữ 3.193 phương tiện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua là đợt nghỉ Tết của người dân cả nước, tuy nhiên thì công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn đặt lên hàng đầu. Vì vậy, bên cạnh những hoạt động vui xuân đón Tết, thông tin cập nhật về số người mắc virus SARS-CoV-2 mới cũng như là truy vết F1, F2 vẫn liên tục thực hiện nhanh và nghiêm túc tại các tỉnh, thành phố đang có dịch. Ngoài ra, thông tin biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng được nhiều người quan tâm nhất trong tuần từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2. Và tính đến 18 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.228 ca mắc COVID-19, trong đó thì có tổng cộng là 1.330 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 cho đến nay là 637 ca. Riêng chiều ngày 14 tháng 2, Việt Nam có thêm 33 ca mắc mới COVID-19, đều là ca cộng đồng tại Hải Dương và Hà Nội. Cả nước hiện còn 5.037 người bệnh cách ly, điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 620 người bệnh COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 có một bệnh nhân nguy kịch phải chạy phổi nhân tạo, một trường hợp máy thở xâm nhập, hai trường hợp sử dụng máy thở không xâm nhập và hai trường hợp thở oxy gọng kính. Có 106 bệnh nhân biểu hiện lâm sàng nhẹ 16,4% và lâm sàng mức độ vừa là 10 bệnh nhân chiếm 1,6%. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chi nhánh nước sạch thành phố Lai Châu đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch ngay tại đơn vị. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Thời gian qua, chi nhánh nước sạch thành phố Lai Châu thường xuyên tuyên truyền tác hại của dịch COVID-19, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện đeo khẩu trang y tế để phòng ngừa dịch bệnh có thể lây lan, đồng thời phát khẩu trang y tế cho cán bộ công chức, người lao động, trang bị dung dịch rửa tay tiệt trùng đặt tại cổng ra vào và cửa chính của đơn vị. Do được ban giám đốc đã quán triệt từ đầu lên là khi chúng tôi đến cơ quan thì tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang trước khi đến cơ quan và sát khuẩn tay trước khi đến cơ quan và khi vào nơi làm việc và khi tiếp xúc với công dân cũng vậy. Ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu, chi nhánh nước sạch thành phố đã có hướng dẫn tuyên truyền cụ thể đến từng tổ đội về các biện pháp phòng chống dịch, phân công các thành viên đảm bảo công tác vệ sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tất cả cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở nơi làm việc, nơi đông người, đeo găng tay khi thu tiền, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và xà phòng. Tình hình là dịch bệnh là diễn biến là rất là phức tạp, cho nên là với cái phương châm phòng chống dịch như chống giặc cũng đã được quán triệt chỉ đạo từ cấp trên xuống cấp dưới. Thì ở hiện tại chi nhánh thì chúng tôi quán triệt và tuyên truyền tới cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm cái việc phòng chống dịch bệnh tại đơn vị cũng như là tuyên truyền cho đến các người dân cũng như là các hộ gia đình về cái phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các cái việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào làm nhiệm vụ. Hiện nay chi nhánh nước sạch thành phố Lai Châu có 40 công nhân phục vụ cho trên 12.500 khách hàng. Chính vì vậy, ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chi nhánh nước sạch thành phố Lai Châu luôn hiểu rõ việc phòng chống dịch bệnh cũng là một cách để đơn vị góp sức chung tay trong cuộc chiến chống dịch bệnh do COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi tập thể cá nhân. Tất cả đều có chung mục tiêu là học theo Bác bằng những việc làm thiết thực, nâng cao chất lượng công tác và chung tay sẻ chia cùng cộng đồng. Thông qua đó đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cấp các ngành và toàn xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều nghĩa cử cao đẹp lại càng thể hiện rõ nét hơn trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Sùng Thị Rẻ ở bản Tả Trải, xã Dùng Phài, thành phố Lai Châu, với sự hỗ trợ của nhà nước 50 triệu đồng, chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã vận động cán bộ chiến sĩ chung tay góp công góp sức xây dựng nhà mới cho gia đình bà với diện tích 50m². Đây là sáng kiến cụ thể hóa phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trong thời gian qua. Bằng cái tinh thần trách nhiệm, chúng tôi cũng xác định là giúp xã về cái nhân lực để tập trung bộ đội là xây dựng cho bản Tả Trải hai cái nhà để giúp hộ nghèo là có cái nhà mới ăn Tết. Vậy thì chúng tôi dự tính là trong 2 tuần nữa thì là chúng tôi cũng sẽ hoàn thành hai cái nhà này. Đây là một cái hoạt động cũng là giúp bà con ở trên địa bàn xã Dùng Phài nói chung cũng như Tả Trải nói riêng để ổn định cuộc sống. Trước đây nhà tôi sống tạm bợ trong gian nhà vách đất siêu vẹo, mùa đông không đủ ấm, nhưng nay thì có nhà mới ngay trước Tết Nguyên đán, yên lòng rồi. Gia đình biết ơn Đảng, Nhà nước và các anh bộ đội đã giúp đỡ. Hình ảnh giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một bài học sâu sắc đối với mỗi cán bộ, gắn với vai trò nhiệm vụ của mình trên từng lĩnh vực. Với cán bộ đảng viên học tập theo tấm gương của Bác, nỗ lực tăng năng suất lao động, tiết kiệm và làm lợi cho người dân, đó là hình ảnh người cán bộ công chức cần kiệm, liêm chính, người chiến sĩ quân đội xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, không quản ngại gian khó, giúp dân phòng chống bão lũ. Người chiến sĩ công an nhân dân luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Giải quyết các cái thủ tục hành chính cho nhân dân một cách nhanh gọn, đảm bảo thực hiện tốt các nội dung mà theo cái chỉ đạo của cấp trên và phục vụ nhân dân được thuận tiện trong cái các cái mặt công tác đến và giải quyết các cái thủ tục hành chính, đảm bảo đúng thời gian, có những cái mà cải cách để làm sao phục vụ nhân dân đạt các cái chỉ số hiệu quả trước cái thời gian quy định. Trong mỗi dịp Tết Nguyên đán, nghĩa cử hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh càng trở nên cao đẹp, nhằm giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông điệp ấy cho thấy được vai trò to lớn của hành động mang tính nhân văn sâu sắc này, góp phần giúp cho hành động hiến máu cao đẹp ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Đây là lần thứ hai tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Tôi cảm thấy đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp. Và trong thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu thêm nhiều lần nữa. Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác mỗi năm lại tăng lên, góp phần làm rực rỡ vườn hoa nghìn việc tốt, kính dâng lên Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mừng Đảng, mừng xuân mới. Tất cả tạo nên một thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm, về động lực trong mỗi cán bộ đảng viên và người dân cùng chung tay xây dựng một xã hội tích cực, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Với vai trò là đơn vị tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn của huyện Sìn Hồ, để đảm bảo các chương trình phục vụ Tết, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Sìn Hồ đã xây dựng cho mình các chương trình phục vụ Tết từ trước đó gần một tháng, cũng như là phân công lịch trực cụ thể cho cán bộ viên chức ở cơ quan để mang đến cho khán thính giả những thông tin mới nhất, tình hình đoàn Tết của bà con nhân dân. Là một phóng viên của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Sìn Hồ với hơn 8 năm công tác, mặc dù địa bàn rộng nhưng chị Nguyễn Thị Loan luôn thực hiện đảm bảo các chương trình tuyên truyền trên địa bàn của huyện. Riêng đối với chương trình Tết năm nay, khó khăn hơn với chị vì cơ quan có 2 phóng viên thì có 1 đồng chí nghỉ tài sản, nên các chương trình Tết một mình chị sẽ phải đảm nhận toàn bộ. Mặc dù giao thông đi lại khó khăn vất vả, song với tinh thần quyết tâm, chị đã không ngại khó ngại khổ đi các bản vùng sâu, các bản khó khăn trên địa bàn của huyện để thực hiện các chương trình Tết. Tôi cũng đã tích cực đi cơ sở để khai thác tin bài,
thực hiện các cái phóng sự cũng như là cái nội dung tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên đán. Và đến thời điểm hiện tại thì bản thân tôi cũng như là các đồng chí trong tổ nội dung thì cũng đã cơ bản hoàn thành các cái nội dung của cái công tác tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Và hiện nay thì đang tiếp tục hoàn thiện các cái phần còn lại để đảm bảo các cái chương trình được lên sóng đúng theo kế hoạch. Nhằm truyền tải thông tin tới người xem, đội ngũ kỹ thuật sản xuất chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Sìn Hồ cũng tất bật với công tác dựng các phóng sự Tết để đảm bảo xong trước Tết. Ngoài ra, để đảm bảo trong dịp Tết, các bộ phận kỹ thuật cũng đã kiểm tra các thiết bị kỹ thuật dẫn phát sóng, xử lý các sự cố về máy móc để sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán. Đối với kỹ thuật trực trạm trong dịp Tết, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Sìn Hồ cũng đã phân công cụ thể để đảm bảo chương trình do mình làm ra, cũng như truyền dẫn phát sóng và tiếp sóng các đài của Trung ương và địa phương được đảm bảo nhất tới bà con nhân dân trong dịp Tết này. Là một cán bộ kỹ thuật của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Sìn Hồ, năm ngoái tôi cũng được nghỉ Tết rồi. Năm nay được sự phân công của lãnh đạo, tôi ở lại trực Tết. Tôi cũng rất là vui vẻ và cũng cố gắng là để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà cơ quan lãnh đạo giao cho. Trong những ngày Tết, khối lượng công việc tại Đài Truyền thanh Truyền hình huyện tăng lên. Không chỉ bộ phận phóng viên mà các bộ phận như biên tập viên chương trình, công tác duyệt chương trình và dựng chương trình cũng làm việc hết mình để phục vụ khán giả xem truyền hình trong những ngày Tết. Để đảm bảo cho chương trình phát sóng, các phóng sự Tết đã được Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Sìn Hồ lên kế hoạch tổ chức họp phân công cụ thể tới từng cán bộ nhân viên trong cơ quan, cũng như là thực hiện trước Tết gần một tháng để đảm bảo chương trình. Ngay từ đầu tháng 1 dương lịch 2021, thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và phân công phóng viên đi cơ sở để khai thác, xây dựng cái chương trình phục vụ Tết. Thì đối với Sìn Hồ chúng tôi thì là một cái địa bàn huyện vùng cao, giao thông đi lại khó khăn, thì các xã này nằm cách xa trung tâm và phân tán, cộng với thời tiết mùa đông thì đa số là thời tiết mưa mù nên là cái việc tác nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi chỉ có một phóng viên nên chúng tôi phải xây dựng cái kế hoạch cũng như là triển khai thực hiện các cái chương trình phục vụ Tết từ rất sớm. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cấp điện trong các ngày lễ Tết được đội 110 kV Mường So coi đó là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị xã hội, an ninh quốc phòng. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi trên các cánh rừng thấp thoáng hoa đào khoe sắc, thì những người thợ thuộc đội 110 kV Mường So vẫn đang miệt mài kiểm tra trên các tuyến đường dây cao thế, cũng như là phát quang các cây có nguy cơ gây mất an toàn hành lang lưới điện, bảo đảm dòng điện luôn được vận hành liên tục, an toàn và ổn định. Tôi là một người công nhân trực vận hành ở trạm 110 Mường So này, thì mỗi dịp xuân về thì anh em công nhân tôi cũng đều mong muốn là phải ăn một cái Tết sum vầy bên gia đình cùng người thân, nhưng do vì đặc thù công việc thì bọn tôi cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ để trong dịp Tết sửu này thì đảm bảo Tết để cho bà con được ăn Tết vui vẻ. Được biết hiện nay trạm 110 kV Mường So luôn có 7 đồng chí cán bộ công nhân viên trực liên tục 3K 24/24 giờ. Có thể nói với mỗi người ở nơi đây thì dịp Tết là thời điểm khó khăn vất vả nhất bởi nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao so với ngày thường. Chính vì vậy, đội phải tăng cường trực nhiều hơn để không có bất kỳ sự cố nào xảy ra và đảm bảo dòng điện luôn được thông suốt. Theo đó, đội cũng đã khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra kỹ thuật các tuyến đường dây, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị, xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết của thiết bị, đặc biệt là lưu ý đo kiểm tra nhiệt độ tại các điểm tiếp xúc, tăng cường công tác bảo vệ vào ban đêm. Đồng thời, trạm cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an, kiểm lâm nắm bắt được thông tin để chủ động xử lý những vụ việc bất thường, tuyên truyền đến người dân tránh tình trạng bắn pháo hoa giấy, tráng kim loại hoặc là ném các vật lạ vi phạm hành lang tuyến đường dây gây mất an toàn điện. Đối với đơn vị bọn mình là do đặc thù của công việc là phải trực ca kíp và bảo đảm vận hành các cái thiết bị an toàn
liên tục và ổn định, có chất lượng để phục vụ bà con nhân dân đón Tết. Thì trong cái lúc làm việc thì cũng ngày bình thường cũng như là các cái ngày dịp lễ Tết thì chúng tôi cũng, anh em chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra thiết bị, đặc biệt quan tâm đến các cái thiết bị mà trong cái thời gian này là phụ tải nó có chiều hướng gia tăng, nên là chúng tôi sẽ tăng cái đi kiểm tra nhiều hơn so với ngày bình thường, và các cả ngày lẫn đêm và định kỳ hoặc là đột xuất tình trạng các cái thiết bị vận hành trong chế độ bình thường cũng như là bất thường. Và đồng thời bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái vệ sinh thiết bị hoặc là bảo trì bảo dưỡng để nhằm phục vụ cho cái công tác quản lý vận hành để cung cấp điện được đảm bảo an toàn ổn định cho người dân trong dịp Tết. Trước những công tác chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra, trạm 110 kV Mường So dịp nghỉ Tết Nguyên đán, hệ thống truyền tải đã truyền tải liên tục. Những dòng điện không ngừng được nối dài để những ngày nghỉ Tết truyền thống của dân tộc được trọn vẹn niềm vui. Vào mỗi dịp lễ Tết thì bánh dày là một món ăn không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc người Mông. Với người Mông thì bánh dày là vật phẩm dùng để cúng lễ, tâm linh, không thể thiếu trên bàn thờ của các gia đình để cầu cho gia đình hạnh phúc, mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm món ăn dân tộc độc đáo này trong phóng sự sau đây. Với người Kinh, bánh chưng bánh dày là biểu tượng cho Tết, cho trái đất và bầu trời vuông tròn đầy đủ. Còn với người Mông, bánh dày là biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung son sắt của trai gái người Mông. Bánh dày còn tượng trưng cho mặt trăng mặt trời, là nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài. Bánh dày của người Mông được làm rất công phu, nguyên liệu chính là gạo nếp nương thơm và dẻo. Khi đã chọn được gạo ưng ý, người Mông mang vo cho sạch rồi ngâm bằng nước ấm khoảng 12 giờ, rồi vớt ra để ráo nước mới cho vào chõ để đổ xôi. Chõ xôi được làm bằng gỗ để khi xôi chín không bị mất hương thơm của nếp nương, dẻo lại không nát. Vâng, thưa anh, là anh có cho biết là để chuẩn bị cho phần thi dạ bánh dày này thì đội của mình đã phải chuẩn bị bao nhiêu cân gạo và hiện nay thì mình đang trong công đoạn nào rồi ạ? Vâng, hiện nay thì chúng tôi đang trong giai đoạn là nấu xôi để chuẩn bị cho ra bánh dày. Thì mình muốn ra được một chiếc bánh dày thì mình phải chuẩn bị những gạo nếp là 50 kg gạo nếp. Gạo nếp thì mình chọn những loại gạo nếp mà dẻo hoặc trắng, thì những chiếc bánh của mình làm ra nó mới đạt tiêu chuẩn như là độ trắng cũng như là độ mềm dẻo của bánh. Và như quý vị đang thấy thì hiện tại là đang trong giai đoạn là nấu sôi, còn những cái bạt thấy chị em đang đang cầm đây là để chủ yếu mục đích của nó là mình quay để chúng ta đó thổi vào chiếc nồi cơm để mình nấu cho nó độ chín của sôi nhanh hơn. Vậy thì bạn có thể cho mình biết được là đối với bạn thì bạn đã biết đến cái việc dạ bánh dày từ khi nào rồi, và đối với lại nơi bạn sinh sống thì cái tục lệ mà dạ bánh dày này thì nó có ý nghĩa thế nào với người dân? Dạ vâng, cái việc dạ bánh dày này thì nó thuộc về truyền thống của dân tộc Mông ạ. Vào ngày Tết truyền thống thì gia đình nào cũng dạ bánh dày, nên là em đã được chứng kiến từ rất nhỏ. Trong dạ bánh dày thì chị em phụ nữ sẽ đảm nhận cái phần đó là chuẩn bị nguyên vật liệu trước, và cái công đoạn cuối đó là nặng bánh ạ. Bạn thấy là bây giờ thì có rất nhiều những cái món ăn mới này, món ăn hiện đại, thì đối với bản thân bạn thì món bánh dày truyền thống thì nó có ngon như ngày xưa hay không, và bạn thấy rằng là mình là một người dân tộc Mông thì mình sẽ giữ cái bản sắc như thế nào? Vâng, ngày nay thì có rất nhiều loại bánh và loại món khác nhau, nhưng mà bánh dày thì vẫn luôn là món truyền thống của dân tộc Mông, và bọn em vẫn giữ cái nét truyền thống cho đến ngày nay và sau này. Món bánh dày này là món ăn truyền thống của dân tộc Mông, vào mỗi dịp Tết truyền thống ấy, thì không thể thiếu trong mỗi gia đình. Khi xôi đã chín được mang đi giã, giã bánh dày là công việc nặng nhọc và đòi hỏi nhiều sức lực. Bởi vậy, những người đàn ông thanh niên khỏe mạnh thường được chọn để giã bánh dày. Nhịp giã phải đều thì bánh mới nhuyễn mịn, cần giã liên tục khi xôi vẫn còn nóng. Giã đến khi xôi quyện vào nhau, giã càng kỹ thì bánh càng dẻo. Phần việc tiếp theo là của chị em phụ nữ. Để bánh không bị dính tay và có vị thơm ngon, người phụ nữ Mông xoa lòng đỏ trứng gà vào lòng bàn tay trước khi nặn bánh. Với đôi tay khéo léo, các chị em nhanh tay nặn lên những chiếc bánh dày tròn trịa xinh xắn như mặt trăng mặt trời.
Bánh dày hôm nay rất là dẻo và thơm ngon ạ. Tôi đã ăn thử và cảm thấy rất là tuyệt vời và rất là hợp khẩu vị của tôi ạ. Trên quê tôi cũng thường xuyên làm bánh này ăn ạ. Vâng, và nhưng mà trên tôi làm sẽ khác ở đây. Bánh dày không những là biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung son sắt của trai gái người Mông, mà còn tượng trưng cho mặt trăng mặt trời, là nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài. Bánh dày luôn là món ăn hấp dẫn đối với bất cứ ai có mặt trong ngày Tết cổ truyền đặc sắc của người Mông ở vùng cao. Và những ngày Tết, bánh dày không chỉ là món ăn đãi khách, mà còn là quà cho khách đến thăm nhà. Dù để lâu ngày bánh vẫn dẻo thơm, khi ăn thường nướng trên than hồng hoặc cắt thành miếng nhỏ rồi rán bằng mỡ lợn cho phồng lên, tạo một mùi thơm hấp dẫn. Vì chế biến dễ dàng, lại bảo quản được lâu, vừa có thể ăn ngay khi nấu hay để lâu trong gia đình, nên bánh dày của người Mông càng trở nên phổ biến là món ăn hấp dẫn trong những ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, lễ mừng thọ chúc thọ đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt trong mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện được sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà cha mẹ. Phát huy truyền thống đó cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp hội người cao tuổi của thành phố Lai Châu phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã phường tổ chức lễ mừng thọ chúc thọ cho các hội viên người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên. Không khí ấm áp vui tươi đã tạo động lực cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Không khí buổi lễ mừng thọ chúc thọ tại các xã phường diễn ra trang trọng ấm cúng, với chương trình văn nghệ là những ca khúc mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Tại buổi lễ, đại diện cấp ủy chính quyền địa phương đã phát biểu chúc thọ và bày tỏ sự tri ân những đóng góp của người cao tuổi đối với sự phát triển của quê hương. Ngoài phần quà quy định chung của nhà nước, hội người cao tuổi các xã phường đã trích quỹ trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các cụ. Quan tâm đến người già, chăm sóc, ốm đau, rồi tư tết quà bánh, thế rồi trong đó xã rồi đủ coi như các điều kiện để phục vụ các người già. Một năm là sinh hoạt mấy lần, chúng tôi có quỹ xong xã dựng lên quà bánh rồi phục vụ ốm đau, thăm hỏi rồi là ma chay đầy đủ. Ông Giàng A Súa ở bản Suối Thầu, xã Sùng Phài, năm nay tròn 100 tuổi. Ông là người cao tuổi nhất được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thiếp mừng thọ. Đối với ông Súa, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương đến tận nhà thăm hỏi, mừng thọ, không chỉ là niềm vui của bản thân, mà còn là niềm vui của tất cả các thành viên trong gia đình, là động lực giúp ông sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng con cháu. Tôi năm nay hưởng thọ 100 tuổi, hàng năm luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm tặng quà và chăm sóc sức khỏe. Tôi rất phấn khởi được chính quyền chúc thọ, tiếp tục động viên con cháu giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, trở thành người có ích. Trong dịp xuân mới Tân Sửu, các xã phường tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 202 cụ, trong đó có 1 cụ 100 tuổi, 11 cụ 90 tuổi và 190 cụ từ 70 đến 85 tuổi. Không chỉ tổ chức trang trọng lễ mừng thọ cho các cụ, thời gian qua cấp ủy chính quyền và trực tiếp là hội người cao tuổi xã, phường đã có nhiều hoạt động thiết thực, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Nổi bật là chương trình khám chữa bệnh cho người cao tuổi, xây dựng các phong trào tập luyện thể dục thể thao, thành lập các câu lạc bộ của người cao tuổi để các cụ tham gia sinh hoạt. Tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ cho các cụ trước Tết để các cụ được con cháu rồi cấp ủy đảng chính quyền quan tâm. Đó là một cái tinh thần cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Trong cái chuỗi hoạt động đó thì chúng tôi cũng đã dành các phần quà để chăm lo cho người cao tuổi yếu thế ở tại các xã phường. Ở đây thì đối với hội người cao tuổi thành phố cũng đã chuẩn bị từ trung ương cũng như là tỉnh và hội người cao tuổi thành phố xã phường chuẩn bị 160 phần quà để cho các cụ có cái Tết sum vầy. Mừng thọ đầu xuân cùng nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc người cao tuổi của gia đình và cộng đồng là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần, tô thắm thêm truyền thống, đạo lý nhân văn của dân tộc. Đây cũng là việc làm nhằm khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.